vượt qua gần 6.000 hải lý, tàu 20 Hải đội 132, Lữ đoàn 172, vùng 3 cùng đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam vừa cập quân cảng Đà Nẵng, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia diễn tập Hải quân đa phương Milan 2024 tại Ấn Độ. Trong hải trình đến Ấn Độ tham gia diễn tập, cán bộ chiến sĩ tàu 20 đã chủ động huấn luyện các bảng bố trí chiến đấu, xử trí tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên Báo Hải quân Việt Nam. Báo động chiến đấu cấp 1, toàn tàu báo động, đấu tranh bảo vệ sông tàu. Có báo được. Đây là tình huống báo động sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ sức sống tàu. Các nội dung huấn luyện được thực hiện khi tàu hành trình trên biển đường dài trong điều kiện thời tiết rất phức tạp. Huấn luyện trong quá trình đi biển đường dài giúp cho bộ đội rèn luyện khả năng chịu đựng sóng gió, tăng sức bền, sự dẻo dai để sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ khi cần thiết. Việc huấn luyện trong quá trình đi biển đường dài giúp chúng tôi sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật, đồng thời thực hiện tốt các phương án sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện thời tiết sóng gió phức tạp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Được ví như là trái tim của con tàu, ngành cơ điện cung cấp điều phối năng lượng cho toàn tàu trong suốt hải trình công tác. Chú trọng việc huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành, ngành cơ điện đã tăng cường huấn luyện thực hành theo hướng cầm tay chỉ việc. Trong quá trình hành quân đi biển, thì ngoài trực canh đi ca, thì chúng tôi tổ chức huấn luyện theo các cái bảng bố trí chiến đấu và tổ chức huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, đặc biệt là đối với các cái quân nhân mới về đơn vị. Xác định huấn luyện sẵn sàng chiến đấu khi tàu đi biển đường dài là nội dung hết sức quan trọng. Cấp ủy chỉ huy tàu 20 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện luyện tập các bảng bố trí chiến đấu. Huấn luyện sát thực tiễn giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, thực hiện tốt yếu lĩnh động tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Trong quá trình hành trình trên biển, tàu đã tổ chức huấn luyện các nội dung chiến đấu đối không, đối hải, đấu tranh bảo vệ súng tàu, cứu người rơi xuống nước, phòng chống vũ khí diệt lớn nhằm mục đích nâng cao khả năng xử lý tình huống của cán bộ chiến sĩ tàu, khả năng chịu đựng sóng gió để không bị động bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Trước khi chuyến đi biển đường dài, chúng tôi đã xây dựng nội dung huấn luyện chặt chẽ, tỉ mỉ nhằm mục đích là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho đơn vị và rèn luyện thì khả năng chỉ huy, điều hành của người sĩ quan cũng như là kỹ năng của bộ đội hoạt động chiến đấu dài ngày trên biển. Đây cũng là cái cơ sở để đánh giá cái kết quả huấn luyện của lữ đoàn trong thời gian tới. Chủ động huấn luyện sát thực tiễn, huấn luyện trong quá trình đi biển đường dài đã giúp cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 172 làm chủ vững chắc chuyên sâu vũ khí trang bị kỹ thuật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.